Việt xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video youtube của shop Leo. ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông là và quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất shop Lạnh gửi tới quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay em hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn chim ly đời nông PMA 2000AE đây là một trong những series cao cấp Uh, cuối cùng của phiên bản PMA 2000 CD đến từ thương hiệu đời nông và nó có cái bề mặt là mặt nôm phay xước và có cái thiết kế mang thiên hướng đời mới uh, tân tiến nhất của phiên bản đời nông những cái dòng sản phẩm sau này như là đời nông 2000 AE 2000 RE và thậm chí những chiếc âm đi, bây giờ cao cấp nhất của đồn nông như những phiên bản 110 để kỷ niệm 110 năm thành lập của hãng đồn nông thì nó cũng sử dụng cái form như thế này và nó là cái thiết kế mới cao cấp nhất của thương hiệu Đờ nông và tất nhiên rồi mi này sử dụng mạch là ULTRA 2 KUREN MOS tức là sử dụng hệ sò MOVET cho chất lượng âm thanh cực kỳ tốt cho quý vị và các bạn có thể sử dụng ly này thì có thể uh, cho quý vị và các bạn chơi công suất gia loa với 80W cộng 80W trên một kênh 8 ohm và có thể chơi được kết nối từ 4 đến 16 ohm cho quý vị và các bạn có thể dễ dàng kết nối rất nhiều dòng loa. Streamy này thì đặc biệt có chế độ bi phù hợp với các dòng loa cây, các dòng loa châu Âu. Anh em có thể kết nối vô cùng tiện lợi. Kích thước của sản phẩm chiều rộng là 43,4 cm chiều sâu là 48 cm và chiều cao là 18 cm với trọng lượng lên tới 20 kg. Thì anh em có thể thấy được đây là một chiếc âm ly có cái nội thất của máy cực kỳ gấu với chiều sâu lên tới 38 cm và trọng lượng 24 kg. Một kích thước một cân nặng rất khủng cho một chiếc âm ly tích hợp đời ông 2000 AM có chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Nó cải thiện được chất lượng âm thanh hơn các dòng PMA 2000 series cũ và cho chúng ta nhịp bắt uh, âm trầm tròn trịa trung và tép thì sáng sắc và vô cùng sạch sẽ và ngày hôm nay em có tuyển lựa được một sản phẩm về rất đẹp để giới thiệu tới quý vị và các bạn và âm đi đàn ông 2000AE ngày hôm nay tại Việt Trì Audio vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 thì em xin giới thiệu thưa quý vị và bạn với mức giá là 19 triệu đồng cho chiếc âm ly này một chiếc âm ly rất đẹp để anh em có thể lựa chọn phối ghép với các dòng loa như là JBL, JMLAB, B và V kép, Tanoi các dòng loa cây thì nó thể hiện rất là tốt và sau đây xin mời anh em cùng quan sát hình thức của chiếc âm ly này đầu tiên anh em có thể quan sát mặt nô nguyên khối phay xước rất là đẹp màu sliver này chúng ta có một cái công tắc nguồn ở đây rồi ở bên cạnh thì chúng ta có một cái điều chỉnh chế độ nghe direct và chúng ta sẽ có thêm một công năng ở bên này anh em có thể ý, ý. là chúng ta sẽ biến trên mi này thành mặc định một chiếc uh, pao nếu chúng ta cắm vào đường pao ở phía sau và lựa chọn direct ở đây và quý vị và bạn có thể điều chỉnh bát chép cộng trừ rất rõ ràng ở đây rồi là chế độ ba lăng này. chế độ direct out ở đây và chế độ Input Selector ở đây có rất nhiều đường lựa chọn cho anh em kết nối một chiếc ly rất đẹp để anh em có thể lựa chọn và sử dụng nắp sắt còn rất sáng rất sạch sẽ đàn nông model 2000 AE đang có sẵn hàng tại Việt Trời luôn và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn với ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời anh em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biệt và có thể trực tiếp qua số em trải nghiệm em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này